Chào cả nhà mình nhé. Và chúng ta lại tiếp tục với cái phiên live stream của ngày hôm nay. Hôm nay đáng nhẽ là gì nữa? Sẽ vào live sớm hơn. Đấy, nhưng hôm qua cũng nói đâu phải tầm 9 rưỡi 10 giờ. Nhưng cứ việc này việc kia là không không sắp xếp kịp. Đấy, rất là xin lỗi các bạn. Thế thì chúng ta lại tiếp tục với cái hành trình làm chủ của mình, với cái quyển sách đầu tiên đó, với cái quyển sách đầu tiên đó là quyển sách làm chủ. Đấy, hành trình làm chủ nó đầy dẫy những khó khăn thử thách, nhưng mà đấy, khi mà chúng ta lại hạnh phúc đến từng bước chân, thế người ta gọi là hạnh phúc đến từng bước chân. Giống như cái câu nói là gì nè, hạnh phúc là hành trình, hành trình là hạnh phúc mà, gì nè, đúng không? Đích đến chúng ta phải chờ đến đích đến để chúng ta mới hưởng hạnh phúc, chúng ta mới hưởng thụ. Nhưng mà thay vì thế, chúng ta làm sao mà tạo ra được cái con đường mà cố gắng trên cái con đường đấy chúng ta hạnh phúc trong từng bước chân chúng ta đi, dù con đường đấy có nhiều ổ gà, đấy, có gập ghềnh, nhiều sóng gió đi đâu nữa, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy được cái sự vui vẻ hạnh phúc vượt qua được những cái ổ gà đấy, đấy, một cách đầy mạnh mẽ. Và để làm được cái điều đấy thì cái niềm đam mê bất tận nó phải xuất phát từ trong tận đáy lòng của chúng ta, kích hoạt cái sự phi thường trong bản thân mỗi chúng ta và tìm ra cái thiên hướng cuộc đời. Thực ra cái kích hoạt cái tiềm năng trong mỗi người ấy, đó là một cái điều cực kỳ khó. Nhưng mà khi chúng ta kích hoạt được rồi ấy, thì chúng ta giải quyết được rất nhiều các cái vấn đề. Và trong cái cuốn Đánh thức sự phi thường trong bản ấy, của Tony Robbins ấy, đấy, hôm sau chúng ta sẽ đọc về cái cuốn này trong cái phần mà để chúng ta kích hoạt cái sự phi thường trong mỗi chúng ta, và từ đó chúng ta mới có thể gì nữa là chính mình, quay trở về với chính mình, nhận diện chính mình, tìm thấy chính mình và tìm thấy được cái vĩ đại trong mỗi bản thân của mỗi người. Đấy, vũ trụ nó ở trong tâm thức của chúng ta. Trong cái quyển Kỳ thư Key Babylon ấy, thì đấy, vũ trụ là tâm thức, tức là tâm thức của chúng ta gì nữa mới có thể, khi mà trở về với chính tâm thức của chúng ta thì chúng ta mới hiểu được vũ trụ, hiểu được quy luật vận hành, hiểu được những cái quy luật của vũ trụ, quy luật của tâm thức. Đấy, khi đấy mới hiểu được bản chất của luật hấp dẫn, bản chất của luật nhân quả, bản chất của luật cân bằng, bản chất của luật chu kỳ, hay là họ tổng thể trong cái luật tâm thức, đúng không? Đấy, thì là cái câu chuyện là để bước đi trên con đường làm chủ, chúng ta phải quay trở lại, tức là quay vào bên trong. Như trong đạo Phật nói đấy, hãy trở về với bản thể của mình, thắp lên ngọn lửa từ bên trong. Thì con đường này bạn phải đủ dũng cảm, và khi đủ dũng cảm thì mọi sự nó sẽ trở nên ân sủng. Tức là khi mình dám đối mặt với chính mình, đối diện, quán chiếu, hiểu được tận đáy lòng của chúng ta, thì chúng ta từ khác mọi thứ xung quanh chúng ta giải quyết rất tốt đẹp. Còn khi mà chúng ta chưa đạt được, chưa đủ dũng cảm để quay trở về, thì chúng ta vẫn còn rất nhiều khổ đau. Đấy, khổ đau, tôi hay nói đấy, trong cái quãng thời gian kinh doanh của mình ấy, mà hàng ngàn vết sẹo sau lưng nó vô hình ấy. Đấy, thì các bạn cứ tưởng tượng khi mà chúng ta chưa trở về được với chính bản thân mình thì chúng ta vẫn đang còn nhiều khổ đau, nhiều bế tắc lắm, làm gì cũng khổ đó. Và hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái phần đầu tiên trong cái quyển sách làm chủ này.
Bởi cái phần đầu tiên này là phần mà nó có thể mở ra để cho các bạn được tư duy được rằng cái cuốn sách này nó hay, nó thiết thực, nó quan trọng, nó đúng trong thực tế của chúng ta mỗi ngày đấy, đúng không? Đó. Và hôm qua chúng ta cũng đã nói đến cái tư duy hàng triệu năm ấy, cái tư duy mà nó phát triển hàng triệu năm, 6 triệu năm tiến hóa, thì cái tư duy của con người chúng ta này nó tiến bộ lên về mặt thời gian. Đấy là chúng ta không đo lường, không nhận nhận ra được, và chúng ta cứ nghĩ rằng là gì, chúng ta xem thông tin, xem đài báo thì chúng ta thấy rằng là cái thế hệ mới này, cái khả năng tư duy của họ không 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 tốt bằng trước đây. Không phải đâu, trước đây để tìm được một bậc thầy, một vị nhân rất là khó đấy, bởi vì không có thông tin. Nhưng trong thời đại này tìm thấy thiên tài, tìm thấy bậc thầy không khó đấy. Và trong đất nước Việt Nam chúng ta có rất rất nhiều các bậc thầy đấy, mặc dù là chỉ trong trong phạm vi của đất nước mình thôi, nhưng mà đã rất rất nhiều các bậc thầy rồi, ẩn mình thôi, thấu hiểu được hết rất là nhiều thứ đó. Nhưng mà vì họ không làm marketing, họ không làm truyền thông, nên không có được, không có cái gì nữa. À, không làm marketing, không làm truyền thông, cho nên cái hình ảnh của họ nó bị che mất, bị che mất. Nhưng trong sâu thẳm ấy thì họ cực kỳ đỉnh đó. Thế còn những cái chuyên gia mà chúng ta sử dụng nhiều đến các cái marketing, các cái chiêu thức marketing ấy, thì nó cũng sẽ đến một cái giới hạn nào đấy. Đấy, nó cũng chỉ đến một cái giới hạn nào đấy thôi. Cho nên là tôi hay nói đấy, nhưng ngày xưa tôi kinh doanh thì luôn đi tìm ấy, không 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 biết bản thân mình, không hiểu bản thân mình, không biết là mình có những cái năng lực, có những cái chỉ số năng lực gì, cũng như không biết được rằng mình có cái những cái kỹ năng gì, tức là đâu có hiểu chính mình. Thế là cứ chạy ra bên ngoài tìm lấy những cái gì nữa, những cái chuyên gia, rồi tìm lấy những cái khóa học, rồi tìm muôn vàn những cái giải pháp từ bên ngoài, các cái mối quan hệ. Nhưng rồi đấy, rồi kết cục là quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều ảo tưởng, quá nhiều khao khát, và cuối cùng phải trả những cái giá rất rất đắt đấy. Có những thời điểm đã ở trên đỉnh cao, nhưng đỉnh cao đó là một cái đỉnh cao mong manh, và chỉ cần một gì nữa, một cái đẩy nhẹ hay là một cơn gió thoảng qua thôi là đã ngã nhào lộn xuống. Mà lồn xuống là mất hết luôn, không còn cái gì nữa cả đấy. Cho nên mới nói rằng là gì, leo lên đỉnh núi là đã khó khăn rồi, nhưng mà lên đến đỉnh núi để đứng được ở trên đó, vững vàng được trên đó, còn là một quá trình rất là gian nan. Và nhiều lúc chỉ có một cái biến cố nhẹ, một trận cuồng phong thôi, thì là nó đã quét đi hết sạch rồi, và nó đầy cái thì mình trượt dốc không phanh đấy, trượt dốc không phanh nha các bạn. Và khi để ngã là không thể đỡ được, nát người luôn. Càng cao thì ấy, cái câu nói treo cao thì ngã đau, càng treo cao chúng ta khi ngã xuống không thể có cái gì để đỡ được, mà nó sẽ rất là thảm khốc. Nhưng mà mới bước được khoảng dăm ba bước chân, à, leo khoảng dăm ba bước thì rớt xuống, có may ra gãy tay gãy chân thì vẫn đang còn cứu được. Chứ còn là lên đến đỉnh ấy, anh nào mà xuống là xuống luôn đấy. Vì thế mà mới có cái thuyết quá trình đấy, cái quy tắc 10.000 giờ đấy. Cái quy tắc 10.000 giờ đó tức là để thuần thục được trong
một cái kỹ năng được thuần thục trong một cái lĩnh vực, một cái chuyên môn nào đó, chúng ta cần tối thiểu nhé, tối thiểu là phải 10.000 giờ, tức là chúng ta sẽ luyện tập nó 3 giờ một ngày trong vòng 10 năm. Đấy, mà phải thật chuyên tâm, thật nhiệt huyết, thật tập trung thì mới có được thành quả. Mà đó là ít nhất thì có những người phải mất tới cả 15, 20 năm, thậm chí hơn. Nhưng mà khi chúng ta tích lũy từng bước một rồi, mỗi giai đoạn, mỗi bước đi chúng ta tích lũy một ít về tri thức, về kỹ năng, thì chúng ta cũng sẽ nở hóa trên cái con đường của mình đó. Đó, và điều này không phải là lý thuyết nữa, mà nó đã phản chiếu thực tế trong cuộc của rất nhiều các bậc thầy, của rất nhiều các bậc vĩ nhân rồi. Đấy, thì ở đấy không phải là chúng ta copy nguyên con đường của bất kỳ nào, của một bậc vĩ nhân nào, nói thì đùa thôi, nhưng mà chúng ta hãy gặp ông Phật, đẩy ông Phật đi, gặp ông Giê-xu, đẩy ông Giê-xu đi, gặp Lão Tử, đẩy Lão Tử đi. Chúng ta chỉ học hỏi cái con đường, cái cách thức đi của họ, nhưng chính chúng ta phải tự tạo ra con đường cho riêng cá nhân mình, và con đường đó phải là con đường của chính bạn. Thì khi đấy bạn mới làm chủ được. Còn nếu như chúng ta copy con đường của Đức Phật, copy con đường của Đức Chúa Giê-xu, copy con đường của Lão Tử, copy con đường của Khổng Tử, hay là copy con đường của một bậc vị nhân nào đấy, sau đó mình làm y chang, thì chưa hẳn bạn đã làm chủ, và bạn lại lệ thuộc, bạn cũng rất khổ sở. Vì thế mà có nhiều người tu tập sai, hành động sai. Đấy, tức là chúng ta hình tượng hóa một một người nào đó, và sau đấy chúng ta làm y nguyên, và đến một cái thời điểm có thể ban đầu làm theo rất là hiệu quả, có được thành quả, nhưng mà đến một thời điểm thì nó bị giới hạn, tức là không còn hiệu quả nữa, không còn hiệu quả nữa. Đấy, bởi vì cái tính vô thường, sự dịch chuyển, sự thay đổi, và nếu như chúng ta không linh hoạt như nước, không linh hoạt như nước, thì chúng ta sẽ gì nữa, bị đào thải đó. Cho nên là vì thế mà các bạn cũng thấy đấy, tại sao mà nhiều người đọc sách, tại sao mà nhiều người đọc sách thì kêu rằng là gì nữa, mình đọc sách sau đấy mình về mình áp dụng cái cách thức đó vào trong doanh nghiệp của mình áp dụng cái cách đó vào trong cái cuộc sống của mình, mà tại sao thấy có cái hiệu quả gì đâu. Thế thì quy ra đổ cho sách là không có ý nghĩa, vô tác dụng. Đấy, bởi vì chúng ta bỏ qua đi mất cái quá trình văn tư tu, khi chúng ta đọc hay khi chúng ta tiếp nhận một thông tin hay khi chúng ta nghe một cái gì đó, đúng không? Mà chúng ta bỏ qua cái quá trình văn và tư, chúng ta không không cần phải nghe nữa, không cần phải chiêm nghiệm quán chiếu thực tế nữa, mà chúng ta bắt đầu vào tu luôn, bắt đầu vào thực hành, bắt đầu vào hành động luôn. Và thế thì gì đấy? Thế thì đương nhiên là các bạn thấy mà không hiệu quả là các bạn bỏ cuộc luôn. Đấy, có rất là nhiều các cái khóa học ấy, các bạn đi học các chuyên gia đây. Thế thì nền tảng kiến thức cơ bản chúng ta không có. Thế chúng ta vào học những cái khóa về marketing, rồi những cái công cụ chuyên sâu, không hiểu được về áp dụng thấy vô nghĩa với cái doanh nghiệp của mình. Thế là đổ luôn những cái khóa học đó, chả có cái ý nghĩa gì cả. Nhưng mà chúng ta quên mất, chúng ta phải nhìn lại bản thân mình phải đánh giá mình, đó là cái sai, cái lựa chọn của mình sai đấy. Nếu như mà các bạn nhìn lại bản thân, các bạn ý thức hơn, các bạn nhận biết hơn, thì các bạn sẽ không lựa chọn những cái khóa đó, mà các bạn sẽ đi học từ cái gì nữa, những cái nền tảng cơ bản đấy, đọc những cái quyển sách căn bản nhất, rồi sau đó bắt đầu đọc lên những cái quyển sách chiều sâu về tư duy hơn,
rồi những cái quyển sách mà nó theo kiểu là phi truyền thống hơn, thì khi đó các bạn mới cảm nhận được. Còn ngay từ đầu mất cái gốc, không có nền tảng, các bạn đi tham gia các cái khóa học đó nó trở nên vô nghĩa. Hay là mới ban đầu đọc sách mà các bạn nhảy vào đọc những quyển sách phi truyền thống liên quan rất nhiều đến tư duy, đến tâm lý, đến cái chiều sâu bên trong tâm thức, về đạo, về thiền, về 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 Phật pháp, về về Thiên Chúa giáo, thì các bạn sẽ từ khắc là cảm thấy nổ cái đầu đó, không 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 thể hiểu, không thể tiếp thu được đó. Vì vậy mà chúng ta khoan đã quy, hay khoan đã đổ lỗi, hay là khoan đã phán xét bất kỳ một ai, bất kỳ một điều gì, hay thậm chí là bất kỳ một cái quyển sách gì, đừng có phán xét nó mà nó tội nghiệp, mà hãy quay trở về với bản thân mình cái đã, xem cái suy nghĩ của mình, cái lựa chọn của mình đã đúng hay chưa ấy. Thì khi đó quán chiếu, hãy quán chiếu vào trong thực tế cuộc sống của các bạn ấy, thì các bạn sẽ thấy cái điều đó có ý nghĩa hay không, có giá trị hay không. Còn chưa quán chiếu mà chúng ta phán xét thì thật sự nguy hiểm đấy. Phần lớn các bạn nhìn thấy mà xem, chúng ta khổ bởi vì vô thức nó chi phối chúng ta nhiều quá. Chúng ta tiếp nhận một cái thông tin, tôi nói đơn giản, chúng ta tiếp nhận một thông tin, thế thì chúng ta chỉ mới có nhìn lướt qua cái hình ảnh và cái tiêu đề thôi, thì chúng ta đã vội quy kết, chúng ta đã vội vội gì đó phản xét cái người đó không tốt, hay là cái thông tin đó là sai lệch. Chúng ta phải gì nữa, phải đọc thật kỹ, tập trung cao độ để đọc và xem thật kỹ, sau đó nè chúng ta phải quán chiếu, chúng ta phải suy nghĩ này. Cái người ta hay nói dừng 1, 2, 3 phút để chúng ta suy nghĩ, hay là chính là cái quá trình tư của chúng ta đấy. Chúng ta phải suy nghĩ một cách đa chiều đấy. Thì trong cái cuốn sách này nó nói về cái hợp nhất giữa lý trí và trực giác đấy, là tư duy đa chiều đấy. Chúng ta phải có cái tư duy đa chiều, từ đó chúng ta mới đưa ra cái phản xét, khi đó chưa hẳn là đã hoàn toàn đúng đâu các bạn, nhưng dù sao nó đã bớt được cái sai, bớt được cái rủi ro rất nhiều. Và chúng ta cũng đừng có gây nên cái nghiệp, hay gây nên cái gây hại cho người khác. Bởi vì khi chúng ta hiểu được đấy, hiểu được cái quá trình chiêm nghiệm ấy, suy nghĩ ấy, nó quan trọng đến mức nào, thì chúng ta sẽ không phản xét bừa bãi nữa đó. Thế thì đấy là cái câu chuyện của bất kỳ một cái gì, đọc một quyển sách, xem một bộ phim, tiếp nhận một thông tin, hãy duy trì và luôn luôn tâm niệm rằng, ý niệm với nó rằng là gì, là chúng ta có quá trình văn, tư và tu. Văn là tập trung cao độ để nghe, để nhìn, để đọc. Tư là suy nghĩ của chúng ta sau khi chúng ta nhìn, nghe và đọc. Suy nghĩ, chiêm nghiệm, quán chiếu vào trong cái thực tế của chúng ta, thực tế cuộc sống hàng ngày, công việc, học tập của chúng ta. Và sau đấy nó phải đúng, đủ, phù hợp, thì chúng ta mới bắt đầu tu, thực hành, hành động, rèn luyện. Rất quan trọng. Đấy. Đừng để vô thức làm hủy hoại bản thân bạn. Đừng để vô thức làm chúng ta gây ra những cái nghiệp quả. Đừng để vô thức nó làm chúng ta gây hại cho người khác. Và đừng để vô thức nó làm cho chúng ta đau khổ. Bởi vì gì nữa? Chúng ta phán xét sai với cho một người thì chúng ta đã gây ra cái nỗi đau cho người ở đó, và cũng gây ra cái nỗi đau lớn cho mình. Cho nên là đấy, các bạn hãy hãy nắm cho được cái quá trình văn tư tu này, một cái quá trình mà tôi cũng đã phải rèn luyện cực kỳ nhiều, phải mất một quá trình rất là dài để rèn luyện văn tư tu này. Chứ ngày xưa mình cũng máu chiến lắm, bắt đầu nghe một cái ông chuyên gia nói, hay là bắt đầu nghe một cái ái đó tổ chức hội thảo nói hết tất chẳng, mình nghe mà kiểu tức là nó có xung đột với cái niềm tin bên trong của mình, thì mình thấy xù lông lên, tức là
theo cái kiểu là phản ứng lại ngay, phản xạ lại ngay, và không ứng với mình là mình có thể đối có cãi cỏ và thậm chí là phản xét họ luôn, họ là người kém cỏi và không ra gì cả. So với bản thân mình thì mình còn hơn chát. Thế là lấy cái tối của mình nó trỗi dậy. Đấy. Mà gì nữa? Và lấy khi đó mình mất luôn cái khả năng học hỏi. Các bạn cũng còn có học hỏi nữa. Khi cái tối mà trỗi dậy cao á, các bạn không thể đón nhận kiến thức và cũng không thể tiếp nhận được kiến thức từ bất kỳ ai. Mà chỉ chúng ta có khiêm cung lễ độ, khiêm nhường chuộng, hà minh chuộng thì chúng ta mới mới tiếp nhận được kiến thức, mới tiếp nhận được trí tuệ của nhân loại. Chứ còn mà cái tôi trỗi dậy thì tôi luôn đúng, quan điểm của tôi, ý tưởng của tôi tuyệt vời. Đấy, đánh mất tất cả cũng chỉ vì có, đơn giản có thể thôi. Cho nên đừng có nói ba cái chữ này, văn tư tu, nhưng mà để mà văn được, để mà nghe cho đúng khó lắm. Chúng ta không kiên trì được, chúng ta cũng không ý niệm được cái việc tập trung để nghe. Chúng ta chưa nghe thì chúng ta đã nhảy vào mồm của họ. Đấy, chưa nghe chúng ta đã đứng bật dậy để phản ứng. Đó là một cái thực sự một cái sai lầm mà nó cũng đúc rút từ bản thân tôi, từ quản chiếu thực tế của cuộc đời của tôi. Đó. Cho nên hãy cố gắng cứ tập trung, hãy giữ cái sự tập trung cao độ để nghe, nghe cái thông tin đó, đọc cái quyển sách đó cũng phải tập trung, hay là xem một cái bộ phim hay xem một cái vở diễn gì của ai để chúng ta cũng phải dành sự tập trung. Thì sau cái quá trình này ấy, kết thúc nhá, kết thúc cái quá trình văn, tức là quá trình nghe nhìn, thì chúng ta bắt đầu mới đến cái quá trình thứ hai, tư là chiêm nghiệm, quản chiếu ra ngoài thực tế cuộc sống của mình. Cái thầy này nói sao mà nó đúng với cái thực tế cuộc sống và những cái khó khăn, những cái thất bại, những cái vấn đề của mình như vậy. Cái giải pháp của thầy này sao mà nó thầy nhìn đúng cái thực tế, mà nhìn đúng cái vấn đề của mình như vậy. Hay là cái thông tin này nó lại như là nó phản chiếu những cái sai lầm của mình, phản chiếu những cái thất bại của mình đúng như vậy. Thế thì khi đấy cái quá trình suy nghĩ là một cái quá trình mà chúng ta bắt đầu phát huy được cái gì nè, bắt đầu phát huy được cái ý thức các bạn nhé, bắt đầu phát huy cao độ được cái ý thức. Và khi đấy ý thức nó chiếm thế thượng phong so với vô thức, và khi ý thức chiếm thế thượng phong so với vô thức thì những quyết định của chúng ta hay là những cái gì nè, đánh giá vấn đề, nhìn nhận vấn đề của chúng ta nó tuyệt vời hơn hẳn. Cho nên là không ngẫu nhiên mà ông Phật ông khuyên chúng ta một cái là gì nè, các bạn hãy trở nên nhận biết hơn, ý thức hơn và can đảm hơn, đừng trốn tránh sau hàng lớp mặt nạ, sau những học thuyết và đức tin. Đấy, chỉ cần chúng ta ý thức hơn mỗi ngày chỉ 0,01% thôi thì nó đã vô cùng giá trị rồi. Bởi vì một thực tế và những khảo sát của các cái nhà nghiên cứu cho thấy là 90% các cái quyết định, các cái quyết định, các cái gì nè, của chúng ta đều do vô thức. 90% tức là bằng cảm xúc, bằng vô thức hết. Mà chỉ có 10% là ý thức. Thế thì cái 10% này các bạn phải đặt lại câu hỏi là nó ở đâu trong bản thể của chúng ta. Và nó chỉ chiếm có 10% trong cả 7-8 tỷ dân. Thì như thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ nổi cồm lên những cái vụ lừa đảo, những cái thuật điều khiển tâm trí, và chúng ta đánh mất cái tiền xương máu của chúng ta vì điều đấy thôi. Và quy tận gốc cuối cùng đó là nguyên nhân của cái khổ. Nguyên nhân của khổ đau nó nằm ở đó. Đấy. Thế thì cái quá trình tư nó có quan trọng không các bạn? Hãy chậm lại. Khi tiếp nhận một thông tin, hay là khi đón nhận bất kỳ một cái gì đó, các bạn hãy chậm lại. Cho mình suy nghĩ thì đã nhé.
Đấy, cho mình suy nghĩ tí lại nhá, rồi mình đưa ra quyết định. Bởi vì các cái nhà bán hàng ấy luôn luôn không cho các bạn suy nghĩ đâu, mà họ tấn công dồn dập. Mà họ tấn công cái gì nào? Tấn công cái phần vô thức này này. Đấy, họ tấn công dồn dập chúng ta và bắt chúng ta phải quyết định ngay lúc đó luôn. Nhưng mà nếu như người nào mà cái ý thức tự nhiên nó trỗi dậy, để mình suy nghĩ tí nhá, mình xem xét cái xem cái này có phù hợp với gia đình của mình không, có phù hợp với công dụng công năng cho gia đình của mình không, thì mình mới quyết định nha. Cảm ơn bạn. Thế là trong một cái đêm đấy chúng ta suy nghĩ ra rất rất nhiều vấn đề, và ngày mai mọi thứ nó sẽ khác. Đấy, thì vì thế mà các bạn trong các cái khóa học ấy, người ta cứ nói ông này ông chốt đỉnh cao thật, ông chốt treo đỉnh cao thật, ông chốt cả hàng trăm người mua mua khóa học. Bởi vì sao đó? Bởi vì ông đã nắm được con người bị chi phối bởi vô thức, và ông ấy dùng cái thuật điều khiển tâm trí, ông đốc thúc, ông ấy kêu gọi mãnh liệt, ông bảo ôi chỉ còn 10 suất nữa thôi là tôi đóng cái khóa học này, chỉ có 10 suất với giá 20 triệu chẳng hạn. Thế thì ông nào cũng cái tâm lý của chúng ta mà nó cứ bị thôi thúc và cái sợ bỏ lỡ mà. Đấy, cho nên là quyết định ngay, không thương tiếc ra tiền luôn, và sau đấy về thì hối hận không. Cái này trong thực tế nhiều lắm các bạn, cứ cứ thử xem mà xem, chúng ta toàn là bị thế mà. Đi xin lỗi là đi các cái hội thảo ấy chúng ta rất là dễ không bị móc đuổi kiểu này thì cũng bị móc kiểu khác. Đấy, kiểu gì cũng phải bị chi tiền ra. Đấy, vì thế mà các cái ông bạn khoa học cũng giàu lắm. Đấy, giàu lên nhanh chóng, tiền tỷ rải khắp cả Bắc, nhà cửa rải khắp cả Bắc cả Nam, bởi vì chốt thế mà, chốt siêu vậy mà, đúng không? Đó, và cái lỗi đó chúng ta đừng có quy trách cho bất kỳ một ai khác, đừng có quy trách cho cái ông chuyên gia đấy, đừng có quy trách cho cái người bán hàng đấy, mà hãy tự vấn với chính mình rằng tại sao mình lại để cho vô thức quyết định chi phối cái cuộc đời mình như vậy? Tại sao mình lại không ý thức hơn? Tại sao mình lại không nhận biết hơn? Đấy, chỉ có một cái câu khuyên thế mà nghĩ nát óc luôn. Đấy, hãy trở nên nhận biết hơn, trở nên ý thức hơn. Đấy, vô cùng luôn. Từng cái lời dạy đã đúng là bậc trí tuệ thì họ nói cái gì cũng sâu sắc lắm, nhưng mà có khi mình phải nghĩ cả năm trời nó mới thấu được cái lời của họ nói các bạn. Đấy, cho nên là không phải ngay lập tức mà có thể hạn chế được vô thức, bởi vì cái đấy là Daniel Kahneman đã cả một cái công trình nghiên cứu của ông rồi, là trong cái quyển tư duy nhanh và chậm ấy. Đấy, nếu có thời gian thì sau này các bạn cũng đọc cái cuốn này, và sau này tôi cũng sẽ giới thiệu cái cuốn này cho các bạn. Đấy, tư duy nhanh và chậm của Daniel Kahneman. Thì các bạn mới thấy được rằng là con người tại sao mà bị vô thức nó chi phối như vậy, và làm sao để chúng ta có thể tăng cái mức độ nhận biết, tăng cái mức độ ý thức. Thì nói gọn lại thì có gì nữa, một chữ thôi: học. Phải học, phải học hỏi. Trên cái quá trình trải nghiệm của mình phải học hỏi, trong sách vở, trong đời sống, từng mối quan hệ, từng cuộc tiếp xúc gặp gỡ của chúng ta, hãy luôn luôn nhớ cái câu là hãy ý thức hơn và nhận biết hơn. Từ đó cái ý thức của chúng ta, trong chúng ta, nó sẽ bắt đầu trỗi dậy, và cái quá trình học hỏi của chúng ta cũng tuyệt vời hơn. Đấy, đó là cái tứ đó. Cái tứ nó quan trọng là như vậy đấy các bạn. Và sau cùng thì khi nào mình đến quá trình tu ấy, và như hay ta nói cái câu kết đó là kêu gọi hành động ấy. Ví dụ như câu kết của cái phiên livestream này đó, kêu gọi các bạn hãy mua sách ủng hộ tác giả, hãy mua sách ủng hộ tôi, hãy mua cái quyển sách làm chủ này đi, bởi vì nó rất hay, rất giá trị đó, kêu gọi hành động. Thế thì cái bước cuối cùng đó là gì? Sáu tư là tu đấy, là kêu gọi hành động.
là chúng ta mới bắt tay vào hành động. Thì nếu thấy phù hợp và đúng với thực tế thì các bạn mới hành động, thì đó mới là cái hành động khôn ngoan, hành động ý thức, và nó tránh được rất nhiều rủi ro và rất nhiều thất bại các bạn ạ. Giờ nếu mà nói để mổ xẻ là đấy, thất bại là mẹ thành công, hay là hay là gì nữa, đứng lên sau mỗi lần thất bại, thì tất nhiên những cái đấy là tôi không 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 phán xét để là nó đúng hay nó sai chỗ nào, nhưng mà nó cũng mang nghĩa tương đối thôi. Và chúng ta hãy mường tượng khi chúng ta không có cái gì trong tay mà nó thất bại cho chúng ta đấy, hay là chúng ta chưa tìm được thầy thiên hướng mà nó thất bại cho chúng ta ba bốn cuộc, nó thất bại cho chúng ta ba bốn cuộc và mất cả hàng tỷ đồng ấy, mất cái đồng tiền xương máu, thì các bạn cứ thấy mà xem có đau đớn thế nào. Có nhiều người tại sao mà chúng ta lại phải không đoạt họ người, tại sao có những người thất bại mà không thể đứng dậy lên được đấy, không thể vực dậy nổi đấy, chìm nghỉm, và có nhiều người là trầm cảm tự tử luôn đấy. Tại sao chúng ta không đặt cái câu hỏi nó vào đấy? Còn cái nghĩa đúng của nó, đó là thất bại là mẹ thành công là đúng rồi. Bởi vì những cái người mà gì nè, những cái người mà thành công họ đều trải qua rất nhiều thất bại, những vị nhân họ đều trải qua rất nhiều thất bại. Và trong cái cuốn sách này người ta cũng nói rất nhiều về cái sự thất bại và sau đó vươn tới đỉnh thành công. Nhưng mà chúng ta phải biết nó là vô thường, nó là tương đối, để chúng ta biết được rằng là mình cũng phải chiêm nghiệm, mình cũng phải suy ngẫm về về bản thân mình, về cái tiềm lực, về cái nguồn lực của mình, liệu mình có thể trỗi dậy được không, liệu mình có thể thoát khỏi được những cái thất bại khủng khiếp của mình không. Đấy, hãy không ngừng đặt câu hỏi, câu hỏi chính là câu trả lời đấy đó các bạn. Cảm ơn các bạn đấy cũng đã lắng nghe, và có thể rằng là trong cái buổi live stream ấy, thì các bạn có những cái câu hỏi gì, hay là theo những cái quan điểm của các bạn, thì chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi ở phần comment, rồi là chúng ta cùng nhau giải đáp thôi. Tức là trong cái tầm hiểu biết của mình, và trong cái đã trải qua rất là nhiều về thực tế rồi, thì chia sẻ được cái gì thì tôi sẽ sẵn sàng. Và thậm chí đôi lúc những cái quan điểm, những cái suy nghĩ của tôi chưa hẳn là nó đã đúng, chưa hẳn là nó đã gì nè, đã phù hợp với các bạn. Các bạn cần phải lắng nghe, sau đó các bạn chiêm nghiệm vào trong cuộc sống có thể như vậy không? Ví dụ như có thể là mình sống bằng vô thức chi phối không? Phần ý thức của mình sao nó nhỏ thế, nó nhỏ bé thế? Thì nếu mà đúng ấy, thì khi đấy các bạn mới bắt đầu sửa tú, mà mới bắt đầu tú sửa hành động. Chứ còn tôi vẫn thấy thực tế là có nhiều bạn bỏ qua hai quá trình đầu, sau đó nhảy sang cái quá trình thứ ba tú, bắt đầu tú thì trời ơi, thân tàn má dài đấy. Thậm chí nói xin lỗi với các bạn, nhiều bạn nó còn vay tiền để tham gia các cái khóa học, và sau đó thì sao nữa, về thực hành không đúng, không có văn, không có tư, thực hành không đúng là dẫn đến phá sản, nợ nần chồng chất đấy. Lại bây giờ lại nhắc thêm một cái câu của ông Phật nữa, ông nói như nào, nếu như nỗ lực của chúng ta sai cách, năng lượng chúng ta tập trung vào những cái thứ vô bổ, tức là năng lượng của chúng ta bị lãng phí, giống như đốt cháy một que hương. Đấy, mặc dù chúng ta vẫn ngửi được mùi thơm, nhưng mà lửa nó vẫn từ từ đốt cháy cái que hương mà chúng ta không hay biết. Nó thiêu rụi cái thể xác chúng ta, thiêu rụi cái tinh thần, thiêu rụi cái tâm trí của chúng ta mà chúng ta không hay biết. Thế vậy mà cứ nói là
Hãy hành động đi, hãy hành động liên tục đi, làm đến đâu sai đến đó, sửa cái đó, nó cũng chỉ là tương đối. Tất nhiên nếu như mà không hành động thì chúng ta sẽ không thể tạo ra thành quả, điều đó là điều đương nhiên. Nhưng không phải là bà nào cũng hành động, bà nào cũng làm. Các bạn cần phải tư tư rồi xong mới tu đấy, chứ đừng có gì nữa, mình vừa vừa ăn cháy mà vừa tập chạy 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 bộ 17 km đã chết đấy. Chỉ cần khoảng 1-2 tuần thôi các bạn sẽ kiệt sức. Thì đấy là nó có, không biết là các bạn học ở đâu hay là có thể hình tượng một ai đó, nhưng mà nó không phù hợp với bạn đấy. Chúng ta, cơ thể của chúng ta sống bằng bằng năng lượng mà, bây giờ thế thì chúng ta phải nạp năng lượng, chúng ta phải ăn như thế nào, phải có dinh dưỡng để khi nào mới chạy bộ được chứ. Bây giờ chúng ta ăn cháy mà cháy 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 xuống như thế mà thế chúng ta chạy bộ thì chẳng khác nào chúng ta tự hủy diệt bản thân mình đó. Đấy chính là sự không phù hợp với cuộc sống làm chúng ta khổ, làm chúng ta khổ đau đấy. Cho nên là chỉ có KHO thôi, bây giờ hỏi đó, khổ thôi, nhưng mà để hiểu bản chất nó phải mất cả hàng năm đấy. Ấy thì cái quá trình tu, và khi mà nó đã, thì các bạn bây giờ nhé, mới đến cái khía cạnh thứ hai, tức là sau khi mà đã thấy nó phù hợp, nó đúng với cái bản thân mình, với những cái trải nghiệm thực tế của mình, thì khi đấy mới bắt đầu hành động theo năm cái mà tôi nhắc trước ấy, đó là nhất quán, liên tục, tập trung, kỷ luật và kiên trì đấy. Khi đó hẳn hẳn áp dụng nắm cái này vào, chứ mà nó mà không phù hợp mà áp dụng vào á là gây hại, là nguy hiểm. Tức là nếu như mà năng lượng tập trung sai 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 à, tập trung lãng phí, nỗ lực của chúng ta tập trung sai chỗ. Vì thế mà rất là nhiều người ca ngợi cái thuyết 80-20 đấy đấy, tạo mà 20% hành động tạo ra 80% kết quả đấy. Ê, nhiều người chỉ cũng mới có hiểu sơ sơ như vậy. Bản thân tôi ngày trước cũng chỉ hiểu sơ sơ như vậy rồi áp dụng ấy, chứ có hiểu bản chất đâu. Cái 80-20 đấy nó hầu như nó cũng đúng cho trong rất là nhiều các trường hợp, nhưng nó vẫn là tương đối đấy. Và chỉ có ông Phật ông kết luận một câu mà tôi thấy là đỉnh, tức là quá đúng luôn, đúng tuyệt đối luôn, đó là, và sau này ấy, thì chính là Einstein, Lão Tử nhé, Lão Tử cũng áp dụng như vậy, tức là ông luôn ngập ngừng, luôn luôn có cái sự tương đối ấy. Thì Einstein sau này cũng áp dụng cái tính tương đối đó vào trong khoa học, và chỉ có anh Tánh mới về 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 tầm khoa học thì các bạn mới thấy đấy, cái độ xứng đáng đó, tức là cái thuyết tương đối. Nhiều khi người ta học vật lý ta chỉ biết thuyết tương đối, học mấy cái công thức đấy, nhưng mà bản thân anh Tánh để mà có được cái thuyết tương đối đó, ông phải gì, ông phải học quá rất nhiều các cái bộ môn đấy, và cũng có chiêm nghiệm về cái Phật pháp, thì ông ấy kết hợp được giữa hai luồng tư tưởng, hai luồng tri thức phương Tây phương Đông, ông mới cho ra cái thuyết tương đối, một cái thuyết mà nó vừa phản chiếu trong khoa học vật lý mà nó cũng vừa phản chiếu cuộc sống luôn. Cuộc sống của chúng ta, ông Phật nói rồi, nó là tương đối, chính là nó là vô thường. Và đó cũng một cái từ khác dùng nó là quy luật tự nhiên, tức là nó phải chạy theo một cái dòng chảy tự nhiên, quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh tử, hãy sinh rồi diệt, rồi trẻ rồi già, vui rồi buồn, nó không phải là hai cực đối lập mà nó là nằm trong một cái tổng thể. Và nếu như chấp nhận được sự vô thường đó thì chúng ta sẽ vơi bớt đi sợ hãi và đau khổ.
Rồi đây tôi đang ngồi đây, nhưng ngày mai tôi có ngồi được ở đây nữa hay không? Tôi đang ngồi ở đây và với da dẻ đẹp đẽ như thế này, không biết ngày mai có một cái gì trong cơ thể nó làm cho cái mặt mũi của tôi không ra mặt nữa. Có chấp nhận được không? Đặc biệt là các bạn nữ đang đẹp thế này mà tự nhiên ngày mai nó mọc một cái mặt đầy mụn, có chấp nhận được không? Không đơn giản. Vì vậy mà không chấp nhận được, cho nên chúng ta không chấp nhận sự vô thường và cứ cực lên chống lại nó. Thì chống lại nó đồng nghĩa với việc là các bạn đang lấy cái đầu mình đập vào cục đá đấy. Đó. Chống lại quy luật tự nhiên, chống lại vô thường. Chả có ai trên cái thế giới này có thể làm được điều đó đâu. Đấy. Vô thường ở đây có nghĩa là nó dịch chuyển và nó thay đổi. Có thể bây giờ bạn đang rất nghèo, nhưng mà rồi đây bạn trở nên giàu có. À, cái đấy cũng là gì nữa, cái đấy cũng là bình thường. À, bây giờ bạn đang thực sự giàu có, cái gì cũng có, tự nhiên sau một đêm các bạn mất trắng, nó là vô thường. Mà không chấp nhận được nó thì gì nữa, sẽ khổ. Đấy, đẹp thành xấu, xấu thành đẹp. Đấy, vô thường nó có hai trường nghĩa, tích cực và tiêu cực. Đang đau ốm, đang bị cái bệnh gan rất là nặng mà mình hồi phục được lại, thế thì gì nữa, cái vô thường đó là vô thường gì nữa? Vô thường mình hay nói đó là mang nghĩa tích cực, đúng không? Nhưng mà bây giờ gì nữa, mình đang yên đang lành nhỉ, tự nhiên mình bị đi khám bị sơ gan chẳng hạn, thế thì câu chuyện đó là gì nữa? Đó cũng là vô thường, nhưng nó lại mang một cái trường nghĩa tiêu cực. Vì thế mà lão tử, học trò của lão tử là Tráng Tử, có nói đến cái việc này: trong cái hữu dụng thì sẽ có cái vô dụng, và trong cái vô dụng thì lại có cái hữu dụng. Tức là các bạn đừng có nghĩ rằng là cái vô dụng nó không không không, không có lời đâu. Có những cái vô dụng nó lại có lời, mà có những cái chỉ có hữu dụng không thôi không được. Con người ta thì bởi vì cái bản ngã chúng ta lớn, cái tối lớn ấy, thì chúng ta luôn luôn tôn trọng cái hữu dụng, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta luôn hữu dụng. Nhưng mà có những lúc chúng ta trở nên cực kỳ vô dụng. Đây, một cái ví dụ giữa cái hữu dụng và vô dụng. Tại sao vô dụng nó vẫn vẫn có ích? Ở cái chỗ là gì nè, khi chúng ta ngủ đấy, thế thì nếu như mà chúng ta không ngủ nhá, thì ngày mai làm gì chúng ta có cái thân thể tươi tắn, nó khỏe mạnh để mà đi làm việc hay là thế này thế khác được. Nhưng khi ngủ là chúng ta hoàn toàn sống với vô thức, và khi đấy chúng ta trở nên vô dụng. Nhưng mà không có cái vô dụng của ngủ nhá, thì làm sao có cái hữu dụng của ngày mai được? Đấy là đơn giản, là vạn vật này luôn luôn có cái sự song hành giữa hữu dụng và vô dụng. Vì thế mà chúng ta hãy ngừng phán xét người khác, hãy ngừng đánh giá người khác, và cũng đừng mất cái sự tôn trọng đối với người khác. Bởi vì thời điểm này họ có thể là vô dụng, nhưng trong một cái thời điểm khác, trong một cái khoảnh khắc khác, họ lại trở nên hữu dụng. Vì thế mà chúng ta phải tôn trọng và chấp nhận cái sự vô thường, chấp nhận một cách trọn vẹn, chân như đấy. Ấy, thì sau này cũng sẽ giới thiệu đến cho các bạn cái cuốn sách về Đức Phật, để các bạn hiểu 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 thêm về chân như. Ấy, cuốn sách mà đấy, sau này chúng ta sẽ đọc. Tôi phải xin lỗi là phải đọc nó, cái cuốn này phải nghiên cứu nó phải tới 5 6 lần này. Mà trời, từng chữ một luôn, từng từ từng chữ một luôn, mà mình không 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 không, không hiểu hết được ý nghĩa của nó luôn, chứ không phải nói nó sâu sắc đến như vậy. Bổ ba quyển Đức Phật, Thiền và Đạo, Đạo của Lão Tử, Đạo của Tráng Tử, của Liệt Tử. Đấy.
Nhiều người nếu mà theo học vấn và cũng như marketing bây giờ thì Khổng Tử là một vị nhân mà được rất nhiều người tôn sùng, tôn trọng. Thì cũng giống như bây giờ mà những cái người mà marketing nổi bật ấy, thì họ được lượng người xem, người follow, người thích nhiều. Nhưng mà làm sao Khổng Tử có thể so được với Lão Tử được? Khổng Tử đến gặp Lão Tử mà sau đó về là hồn bay phách lạc. Bởi vì chưa bao giờ đấy, từng gặp rất nhiều các cái vua chúa quan rồi tiếp xúc với rất nhiều những cái gọi là cái người giàu có cái thời điểm đấy, vua quan rồi dạy cho cả vua cả quan luôn, nhưng mà chưa gặp một cái người nào mà có một cái trường năng lượng khủng khiếp như Lão Tử. Khổng Tử đến mà sau ra về là hôn mấy phách lạc, về kể về học trò là à, chưa bao giờ ta thấy một người nào như vậy, như một con rồng luôn. Ông ta cũng phải là cá mập ở dưới biển, cũng phải là voi đấy, mà là con rồng. Bởi vì khi Khổng Tử đến gặp Lão Tử, Khổng Tử chỉ họ cũng nghĩ rằng cái học thức của mình uyên thâm đấy, rất tuyệt vời thôi. Thế là cũng nghĩ rằng mình được rất nhiều các bậc vua chúa kính trọng, học trò thì có ngán ngán hàng nghìn người, hàng trăm nghìn người. Nhưng mà khi đến bắt đầu thể cái tối cái bản ngã để mà thử thách Lão Tử, qua hỏi theo ông nghĩ thì cái việc gì nữa à, đạo đức là gì, hay theo ông nghĩ thì thế nào là gọi là phẩm hạnh, thế nào gọi là phẩm chất. Thế thì Lão Tử chỉ có vuốt râu và cười thôi. Lão Tử nói là gì nè, nếu một người nào mà đang hỏi về 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 đạo đức hay là đang nói về nhân phẩm thì thực ra họ không hiểu gì về đạo đức, thực ra họ cũng không phải là người có đạo đức, thực ra nhân phẩm của họ cũng chả là gì. Đấy. Cho nên là Khổng Tử mới gọi là khi đấy thì mới gọi là hôn bay phách lạc đấy, không gọi là khiếp mà không bao giờ tìm gặp lại Lão Tử nữa. Nhưng về mặt bản chất là gì nữa? Lão Tử đâu có được, trước đấy đâu có được người ta nể trọng hay là tôn trọng hay là gì đâu, mà ông thực sự ông trở thành một người vô dụng, ông trở thành một người vô dụng đó. Cũng giống như thiền là vô dụng, nếu người khác dạy cho chúng ta là vô dụng, nhưng chính bản thân ta làm cho thiền nở hoa ở trong trong bản thể của mình ấy, thì thiền có một sức mạnh vô địch, thiền định ấy. Đó đó, cho nên là chúng ta mấy ngày xưa tôi cũng là một con ngựa non hậu đá và khi nào cũng nghĩ mình là người rất là xuất chúng, rất là giỏi. Và bản thân tôi nói về cái kiến thức cũng không tệ, nói kiến thức về chuyên môn về học thuật, nhưng mà đấy vì chính vì cái cứ nghĩ rằng cái tôi của mình luôn luôn mạnh mẽ và nghĩ rằng quan điểm của mình là vô địch rồi, ý tưởng của mình thì nhất rồi, cho nên tôi có lắng nghe ai đâu, không lắng nghe lời khuyên, cũng không lắng nghe tai nói chính xác là không lắng nghe bản thân mình đó, và rồi phải trả giá rất đắt, mất vật chất rồi ông nói, nhưng mà tinh thần nó cũng bị dày xéo rất nhiều. Cho nên giờ đấy thì mình cũng chưa là gì đâu, nhưng mà mình hiểu được về cái bản chất vận hành của cuộc sống, mặc dù con đường của mình cũng đang rất nhiều thử thách, rất nhiều chông gai, nhưng mà mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó có cái gì đó là một cái sự tĩnh lặng trong 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 nội tâm đấy, để thấu hiểu những cái quy luật, những cái sự vận hành hơn. Và vừa rồi đấy cũng được gặp, tức là được cũng được tham gia một cái khóa học về về hiểu về bộ não của thầy Nguyễn Phung Phóng đấy. Thì cũng thực ra là mình cũng nói gì về chuyên môn hay là cũng nói về vậy, nhưng mà thầy cũng là một cái người rất là trí tuệ ở cái chỗ rằng thầy cũng rất là
thông hiểu về cái bản chất của cuộc sống. Đấy, vì vậy mà những cái lời nói của thầy hay là những cái ý niệm của thầy nó có từ tương đồng với bản thân, cho nên mình rất là nể trọng. Ừ. Tất nhiên thì ở Việt Nam mình á, cao thủ nó ẩn danh rất nhiều, để không marketing thôi, chứ nhân tài vị nhân nhiều lắm, bậc thầy nhiều lắm. Cho nên là các bạn đừng có tôn sùng, tôi nói thật lòng rồi đấy, các bạn sẽ hiểu cái ý niệm này. Các bạn đừng tôn sùng, đừng thần tượng và cũng đừng kỳ vọng lớn lao vào bất kỳ một ai. Chúng ta đừng có thần thánh hóa bất kỳ một ai. Câu này vô cùng quan trọng. Các bạn đừng kỳ vọng bất kỳ vào một ai, đừng thần thánh hóa, cũng đừng thần tượng hóa bất kỳ một ai, mà hãy thần tượng bản thân mình nhé. Quay về với chính cái bản ngã của mình. Đấy, bởi vì chúng ta quá phi thường. Đấy, bản thân tôi kích hoạt được điều này, và trước đây tôi cũng thần tượng không biết bao nhiêu người đâu. Tham gia rất nhiều các khóa học, học rất nhiều các ông thầy, và mình rất thần tượng họ, họ và thậm chí là thánh nhân họa họ lên, mà quên mất mình. Nhưng mà các bạn quay trở về với bản thể đi, kích hoạt cái tiềm năng phi thường trong bản đi. Đỉnh cao của tất cả các pháp nó nằm ở đó, tất cả các học thuyết nó nằm ở đó hết. Chả có cái gì các bạn không làm, không học được đâu, khẳng định với các bạn điều đấy. Nhưng mà để nhận ra cái này ấy, thì bây giờ tôi đang nói ở đây có thể nó sẽ vô nghĩa, nhưng rồi đấy các bạn hãy nhìn nhận lại, các bạn sẽ thấy rằng à, mình không nên thần tượng hóa người này, mình không nên thánh hóa người này, hóa là mình rất tuyệt vời. Đấy, đấy, ông Phật với ông Giê-xu đấy, chúng ta cứ thần thánh hóa các ông rồi khẩn cầu, cầu mong thoát khỏi đau khổ, rồi cho con hoa lời lộc lạ, rồi cho con những cái gì nữa, cái cuộc sống giàu sang phú quý vân vân, quá vô nghĩa. Bởi vì bản thân ông Phật ông nói tôi là một người bình thường, tôi là con người mà, Siddhartha Gautama, tôi là một con người, và đúng thực sự là một con người, chả có cái gì ngoài xoay quanh cái cuộc sống. Từ thuyết tiến hóa, từ quan điểm của ông Phật, ông Giê-xu, tức là chúng ta không thoát khỏi được cái kiếp luân hồi là sinh tử. Tức là một ngày chúng ta đơn giản là ăn uống gì nè, ăn ngủ nghỉ, thế tức là có nghĩa rằng là gì nè, cũng phải ăn rồi cũng phải đi vệ sinh, cũng phải tiêu hóa, tất cả rất là bình thường, rất đơn giản, gì rất đơn giản. Như chúng ta thần tượng hóa họ lên, làm cho cái sự ảo tưởng trong chúng ta lớn. Khi kỳ vọng lớn thì ảo tưởng chúng ta càng nhiều càng cao, và ảo tưởng càng nhiều càng cao thì chúng ta lại quay ngược lại, chúng ta lại thân tưởng họa thành họa họ lên, và cuối cùng chúng ta lại từ gì nữa, từ tí về bản thân mình đấy, có khổ nổi. Chứ bản thân ông Phật là một quá trình ông tu tập học hỏi. Ông ấy đến mức mà ông ấy đi gặp hết tất cả các bậc thầy. Đấy nhá, đấy là lời chứng thực đấy. Ông ấy đi gặp hết tất cả các bậc thầy, nhưng mà không ai có thể giúp ông tìm được chân lý, không thể ai có thể giải quyết được vấn đề cho ông ấy. Thế thì và sau này ông mới kết luận được rằng là gì nữa, chỉ có chính bản mới gì nữa, mới có thể giải thoát được khỏi mọi khổ đau thôi. Chính bản mới tìm ra được con đường giải thoát cho mình thôi, không phải là ta, cũng không phải là người khác. Bởi vì cuộc đời của ông là một cái quá trình từ ông lĩnh hội, từ ông tiếp nhận, và ông đã thấu hiểu tận xương cốt của bản thân mình. Đấy, thì ông mới chứng được con đường giải thoát. Đó các bạn ạ. Thì các bạn thì thấy thì phí thương, ông cũng phải là cái thiên tài hay là bẩm sinh cái gì đâu, cũng có.
Và trong cái cuốn sách này nó nói rằng cuộc đời của các bậc vị nhân, họ là những con người bình thường. Mà ta quán chiếu vào trong thực tế đi, ta thể thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, Bác Hồ của chúng ta cũng là một con người bình thường, chúng có cái gì gọi là thánh nhân ở đây cả. Bác cũng ăn uống ngủ nghỉ như bao nhiêu người, nhưng bác lại có một cái quá trình học hỏi 30 năm học hỏi ở nước ngoài, chưa kể về sau này bác tiếp tục học hỏi, thì đó mới tạo ra con người vĩ đại chứ, đúng không? Ông Phật ông học hỏi thì mới tạo ra con người vĩ đại như vậy chứ. Rồi ông Jesus ông tự nhiên ông nói được những cái điều rắn dày mà đi vào lòng người ấy. Các bạn có thể đón xem những lời giáo huấn của Đức Phật, những lời giáo huấn của Đức Chúa Giêsu ở cái kênh học tập trọn đời ấy. Đấy, cái kênh học tập trọn đời của rất nhiều các bậc vị nhân ấy. Thì các bạn có thể thấy rằng là như nào, ông Giêsu là con người và ông đưa ra những cái lời giải rất bình dị, rất đơn giản, nhưng để mà thực hành được nó là một quá trình đó. Ông cũng hiểu được rằng con người để mà đạt được cái những cái điều đó là điều để mà đạt được hoàn hảo, điều không thể đó. Vậy mà có nhiều người chúng ta hiểu bị hiểu sai mất cái cho nên chúng ta tu tập sai lệch, chúng ta cứ nghĩ rằng là gì nè, đấy có rất nhiều thực tế ấy, có những bạn học tới tinh đồ thạc sĩ rồi nhưng mà vẫn bỏ ấy, để gì nè, gọi là theo kiểu hiểu sai về muốn bỏ, em bỏ đi luôn, là đi tu khổ hạnh, vứt bỏ hết đi tu khổ hạnh, nhưng mà khó có thoát khỏi được khổ đau đó, vẫn cứ khổ, vẫn cứ bế tắc. Đấy. Rồi nhiều người chúng ta đến gặp ông Phật, gặp ông Giêsu, chúng ta cầu mong hoa lời, cầu mong phụ quỷ, cầu mong thoát khỏi sự đau khổ, nhưng có được đâu, các bạn thấy thực tế có được đâu. Và đây là một ví dụ thực tế này, tức là trong một cái cuộc nói chuyện giữa Đức Phật và Mahakasyapa ấy. Đấy, thế thì Mahakasyapa mới hỏi Đức Phật là ông nghĩ như thế nào về cái cầu xin cầu khẩn, tức là ông nghĩ như thế nào về cái tâm linh ấy. Thế thì ông Phật ông đưa ra một cái dẫn chứng như thế này, anh ông có nhìn thấy cái bờ sông bên kia không? Thế thì một người muốn lội qua cái bờ sông, muốn qua từ bờ bên sông bên này qua bờ sông bên kia thì phải làm thế nào? Một là họ nước mà sông xấu á thì họ sẽ đi bằng thuyền, nước sông vừa vừa thì họ có thể bơi qua sông, nhưng mà nước sông mà cạn thì họ có thể lội qua sông. Đó là những cách làm cực kỳ thông thường. Thế thì bây giờ một người không muốn dùng thuyền, không muốn bơi, cũng không muốn lội mà vẫn đến được cái bờ bên kia, thì gì nữa? Thì họ sẽ làm gì? Thế là ông Mahakasyapa mới bảo là họ sẽ cầu xin thần linh, cầu xin thần linh giúp đỡ, cầu xin giúp đỡ để tôi có thể không lội, không chèo, không bơi mà có thể đến được bờ bên kia. Và liệu sau khi cầu xin thì cái bờ sông bên kia nó có chuyển sang được bờ sông bên này không? Có thể đặt cái gì để chúng ta vượt qua được không? Thật là vô minh mà. Ông Phật ông nói thật sự vô minh. Mà ta đâu có dạy những cái điều đó đâu. Mà bây giờ cứ cầu xin ta làm cái gì? Đấy. Ta chỉ chứng ngộ được con đường của ta đi, tìm được thấy cái chân lý vô thường và diệt được mọi khổ đau. Vậy thì ta truyền lại, ta dạy lại cho chúng sinh. Và ai mà có thể đủ dũng cảm, đủ can đảm như ta thì mới có thể bước đi đến con đường này và cũng có thể giải thoát được mọi khổ đau. Còn nếu mà không đủ dũng cảm thì không đi được đâu. Có cầu xin kiểu gì cũng không đi thể đi được, và có phải khổ không? Đấy, cổ quả nó thành quả cổ mà, mình là con người mà. Đấy, mình muốn đạt tới cái sự hoàn hảo đó là phải hy sinh, gọi là hy sinh hết mọi thứ.
Chứ nhiều người không hiểu hết cái nghĩa buông bỏ thì bỗng dưng mình buông bỏ, và mình buông bỏ hết một lúc, hết tất cả mọi thứ để đi tu khổ hạnh, để chúng ta đi tu, đâu có đúng. Trong khi trí tuệ của mình chưa, ý thức của mình mọi thứ chưa, và mình từ mình lại tìm đến cái khổ đau thôi. Đó, vô minh, và chúng ta đều bị sai lầm rồi dẫn đến khổ. Ngày xưa thực ra tôi cũng nhiều cái, tức là tâm linh nó bị sai lệch, mong cầu, khao khát rồi kỳ vọng nhiều, và điều đấy sau khi chiêm nghiệm thì thấy nó là thực sự khổ đau, thực sự khổ đau thôi. Đấy, đừng có mãi mong cầu cầu khẩn ông Phật hay cầu khẩn ông Giêsu, các bạn có cầu đi chăng, cầu cầu ngày này tháng khác đều không có ý nghĩa, mà hãy học lấy con đường của ông ấy nha, học học lấy cái pháp của ông ấy. Mà cái pháp của ông thì bản thân tôi đã chiêm nghiệm quá, tôi thấy nó đỉnh, cực đỉnh luôn. Chỉ cần các bạn nghiên cứu thấm thủy cái tự diệu đế, khổ đế, diệt đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Và trong đạo đế thì nó có tạm cái pháp đấy, đó là gì nè? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ấy, nghiên cứu cho hết từng cái món đó là các bạn đã gọi là đến siêu đỉnh rồi. Nhưng mà nó không hề tâm linh chút nào, mà nó cũng không hề có một cái gì đó là nó ghê gớm cả, mà nó đều là những cái trải nghiệm, những cái thực tế của chúng ta hàng ngày thôi các bạn. Đấy, những cái thực tế, những cái trải nghiệm của chúng ta hàng ngày thôi. Đấy, làm sao chúng ta có cách nhìn đúng, làm sao để chúng ta có tư duy đúng, làm sao để chúng ta có được cái nghề nghiệp đúng đắn, làm sao chúng ta có được cái gì nữa, cái ngôn từ xuất chúng, làm sao để chúng ta có cái sự tinh tấn, cái sự vui vẻ, cái sự an lạc trong cái việc mình làm, rồi làm sao chúng ta có thể sống trong từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc ở hiện tại, để làm sao chúng ta chánh niệm được đấy, rồi làm sao chúng ta có thể định được tâm trí của chúng ta, giữ vững tâm trí của chúng ta để chúng ta ý thức hơn, trí tuệ hơn. Thì quá vi diệu luôn, mà nó thực tế cực kỳ luôn, chứ chả có phức tạp, chả có cầu kỳ gì cả, không có. Cho nên cảm ơn, thật sự cảm ơn, cứ mỗi tối có được cũng vài ba bạn đã lắng nghe những cái gì tôi chia sẻ, tôi nói chuyện, bởi vì thực ra cũng không kỳ vọng nhiều, bởi vì ấy, người ta thường người nói là một lần làm video hay một lần lên clip được kỳ vọng rất là nhiều người để đón nhận, nhưng mà mình có cái gì đâu để người khác đón nhận đâu. Thứ hai nữa là mình nói những cái này thì chỉ có những cái người trải nghiệm quá thôi thì họ mới hiểu được chứ. Những cái người mà chưa trải nghiệm quá thì nó trở nên vô nghĩa và không có cái ý nghĩa gì cả. Cho nên là ta cứ thân tường hỏa, thân tạnh hỏa lên, chứ nếu như mà được chấp nhận, được kính trọng thì 2000 năm trước người ta đã không không đóng đinh ông Giêsu rồi, và người ta gì nữa, tôn trọng ông rồi. Bên này gì nữa, chỉ được có 12 sứ đồ quay quần bên Đức Chúa Giêsu thôi, Đức Chúa Giêsu thôi mới hiểu được những gì Đức Chúa Giêsu nói thôi. Trong khi đó cả hàng tỷ người không ai tiếp nhận, tức là thường cái sự thật người ta không đón nhận, ít lắm. Thứ hai nữa là cái thời đấy thì cái nhận thức của con người nó cũng rất là hạn chế. Thế thì
những cái điều ông Giê-xu nói ra thời điểm đấy nó vô nghĩa. Thế thì ông Phật ấy, thậm chí những lời nói của ông ấy trong những cái khoảng thời gian ông ấy chứng ngộ xong, ông đi vi hành, ông đi để truyền cái con đường cho chúng sinh ấy, thì ông gì nè, ông ấy bị ném đá, ông bị chửi bởi, ông bị đủ các kiểu, có mấy ai công nhận được ông đâu. Thế thì gì nè, thế thì kể cả bây giờ tôi có nói những cái điều mà có hay đến mấy, có đúng đến mấy, nhưng chưa trải qua thì nghe chả hiểu, mà chả không muốn nghe, chả gọi là nó vô nghĩa mà. Cho nên là cứ tâm niệm cái câu nói là khi nói chuyện với những người bình thường thì chúng ta phải nói những cái gì mà người ta dễ nghe nhất, đó là Tôn Tử đã nói. Này, Tôn Tử trong binh pháp Tôn Tử đấy, hay là Lão Tử cũng đã nói đấy, hôm qua nhắc rồi hôm nay nhắc lại, đó là lời nói của chúng ta thì trở nên xạo rộng và vô nghĩa khi nói với những người mà người ta chưa từng trải nghiệm qua cái điều đó. Tức là chúng ta nói một cái chân lý, chúng ta nói một cái lý thuyết gì đấy đi, nhưng mà người ta chưa trải qua nó thì nó trở nên xáo rỗng và vô nghĩa. Vì thế mà ngày xưa ở trong cung ấy mà luôn luôn có một thằng hề là vì vậy. À, có một cái thằng hề và một cái thằng càng vô dụng càng tốt. Bởi vì chỉ cần làm cái thú vui cho người ta thích, người ta xem, người ta nghe thì là ok rồi. Chứ người ta có cần nghe những cái gì nó cao siêu, nó vĩ mô đâu. Thế thì giống như bây giờ tôi đang nói đây chẳng hạn, đang nói kể cả mình nghĩ rằng à, cái kiến thức nó rất là siêu, rất là cao, rất là thâm thủy đấy. Nhưng mà có mấy ai lại cái này chứ, cảm ơn ba bốn bạn đã lắng nghe từ đầu đến giờ đấy, thì các bạn cảm nhận được. Nhưng mà bây giờ những cái mà các bạn thấy chứ, có những cái kênh hàng triệu follow, bờ hàng nghìn, hàng trăm nghìn follow, chứ chỉ lên là mùa máy rồi là trai già gái rồi, tức là họ đã rất là thông minh bằng việc là áp dụng cái những cái điều bình thường, những cái mà con người ta thường thích, con người ta thường rất là thích những cái ngu xuẩn mà. Thế thì sẽ thích ngay, sẽ thích, và họ xem nhiều, họ follow nhiều, và kể cả chửi cũng là xem mới chửi được, rồi đủ các kiểu, thế là làm cho cái người mà tạo ra cái kênh đó thì kiếm được nhiều tiền đó. Cái nguyên tắc của nền tảng là thế, YouTube là thế, càng xem nhiều thì cái người sản xuất nội dung đó sẽ được nhiều tiền thôi. Đó, cho nên nhiều lúc nó rất là đơn giản ấy, cứ diễn hài rồi diễn một số những cái rất là bình dị trong đời thường mà lại rất thu hút. Còn những cái ông mà tức là những cái ông chuyên gia vừa vừa sơ sơ cũng rất là thu hút, nhưng mà những cái anh mà cứ nói về những cái về sâu, về những cái điều nó cao quá, người ta không đón nhận, và đó nó trở nên vô nghĩa và xạo rỗng. Tất nhiên những lời nói của tôi hôm nay đó là một cái chứng thực đến một cái quãng đường mình đi, cái thực tế của mình, và cũng đọc và chiêm nghiệm rất nhiều thứ. Vì tôi nói tất nhiên là không 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 thể là gì nữa, à, không thể là không không nói được, mà cũng không thể, mình bản chất con người của mình như thế này, mình không thể là có thể là làm khác được, có thể là diễn hài hay là diễn chuyển nam thành nữ hay là đấy, làm những cái nữa được, mà thực tế là nó cũng phải tùy từng người, và vì thế mà nó có cái sự khác biệt giữa mỗi người, nó có cái sự khác biệt. Nhưng mà luôn luôn ngày xưa thì tôn sùng mình bao nhiêu, khâm phục mình bao nhiêu, và gì nữa, và gọi là ảo tưởng về cái kiến thức của mình bao nhiêu ấy, thì bây giờ đấy thì lại cảm thấy mình đang
trở nên vô dụng, cảm thấy mình đang trống rỗng, cảm thấy mình đang không có cái gì cả, nhưng lại ra được cái sự nhẹ nhàng. Thì kể cả bây giờ đấy, có đối ứng với bất kỳ được một cái vấn đề gì, mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng và tự nhiên ở đâu đó nó đưa đến. Thật sự trong mình nó trông rộng rộng không có gì đâu. Đấy, giống như con lừa là chúng ta tấp lên thì nó càng tấp lên nó nhiều thứ thì nó sẽ kiệt sức, nhưng mà mình cười bớt ấy, hãy gì nè, hãy ngừng trộm đánh sau những mặt nạ, lột bớt ấy. Ngày xưa phải đóng đéo nhiều lắm, phải đéo rất là nhiều mặt nạ để mà ấy, phải che giấu, nhưng mà bây giờ để lột hết thì nó nhẹ nhàng lắm. Giống như gì nè, leo lên núi ấy mà mang theo ba lô, mang theo nhiều thứ thì có leo được không các bạn ạ? À? Leo được nhưng mà rất vất vả, nhưng mà lên càng cao, leo lên càng cao, cởi bớt áo đi, vứt các cái những cái gì mình mang theo đi, để mà gì nè, là tự nhiên nó nhẹ nhàng lắm, là leo lên đỉnh núi cái rất là nhẹ nhàng. Còn mà mình cứ mang theo nhiều thứ thì sẽ rất là mệt. Thì cũng giống trong cuộc sống thôi, mình ôm đồm quá nhiều thứ, mình mang theo quá nhiều thứ, mình suy nghĩ quá nhiều thứ về tương lai, ở con cái mình sẽ phải như thế nào trong tương lai, hẳn phải học những cái trường quốc tế này nọ, đi du học à, rồi có tiền mua nhà mua xe, rồi có đất, rồi resort vân vân hả, mình phải nghỉ à. Thì là bắt đầu chúng ta lại cứ ôm vào trong bản thể của chúng ta quá nhiều thứ. Cái này nói về là về mặt lý thuyết, nhưng mà nó cũng đúng với thực tế đấy các bạn. Nhưng mà đây là lý thuyết nhé. À, nhưng mà các bạn thì chiêm nghiệm thực tế xem có đúng không. Ấy, chúng ta quá lo nghĩ quá nhiều về tương lai, và vô tình chúng ta đẩy chúng ta vào trạng thái của sự kỳ vọng và ảo tưởng. Chúng ta làm cái gì chúng ta cũng mong chậu mau mong muốn mau chậm nhanh để đạt được thành quả, và chúng ta cũng mong muốn, chúng ta kỳ vọng là chúng ta có thể đạt được nó để tích lũy cho ngày mai, tích lũy cho tương lai. Và vô tình những cái khao khát đó, những cái ảo tưởng đó làm chúng ta lạc lối, và lạc lối thì vào tù, tự tử, rất nhiều thứ khác đó, rất 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 nhiều cái hệ lụy. Thế thì đó là một cái khổ đấy. Tức là chúng ta ngừng khao khát, ngừng ảo tưởng vào tương lai. Đó. Và lại một cái nữa, chúng ta lại quay ngược lại. Chúng ta cũng vì những cái đêm mà chúng ta âu lo mất ngủ ấy, thì cũng bởi vì là gì nữa? Chúng ta ôm quá nhiều thứ từ quá khứ về đây, về cái nơi chúng ta đang ngồi, cái hiện tại này này. Ôm những cái hoài niệm, những cái sự thất vọng, những cái ưu phiền, những cái gì nữa, những cái thất bại, những cái mất mát của chúng ta trong hiện tại, xin lỗi, trong quá khứ. Chúng ta trong quá khứ chắc chắn rằng là ai cũng rất nhiều cái mất mát rồi. Nhưng mà để mà chấm dứt quá khứ, tức quên đi những cái mất mát đó, thì không phải ai làm được. Và chúng ta vô tình chúng ta cũng bê những cái khổ đau đấy về tại hiện tại, về tại nơi chúng ta đang ngồi, đấy, nơi chúng ta đang ngồi, nơi chúng ta đang ở, và gây ra một cái gì nữa, gây ra một cái sự bế tắc, gây ra một cái bao nhiêu thứ đè nặng trên cơ thể của mình, là mình mệt mỏi, mất ăn, mất ngủ, và có khi là mình đi sớm. Đấy, đấy không? Các bạn thấy nó có trong thực tại rất nhiều. Nhưng thay vì như vậy, chúng ta gì nè, chúng ta mà làm được điều này thì tuyệt vời này. Tức là chúng ta hãy sống, hãy đúng là sống, đừng tồn tại. Chúng ta hãy sống trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Tôi hay nói là chữ khoảnh khắc đấy, bởi vì cái khoảnh khắc đấy các bạn thấy nó trôi qua rất là nhanh. Có thể bây giờ tôi đang được gặp em, tôi bây giờ tôi đang được gặp bạn, nhưng mà sau cái khoảnh khắc đấy là một sự trống rỗng, một cái sự cô đơn. Sau một cái bữa tiệc là một
cái sự trống rỗng, một cái nỗi buồn nào đó nó đến với chúng ta. Đấy, sau một cái buổi tiệc vui, vì tiệc thì nó sẽ kết thúc mà. Đấy, nó vô thường ở chỗ đó. Đấy, nó sẽ kết thúc. Và rồi sau đó chúng ta lại đau khổ nếu không chấp nhận vô thường. Thế thì nếu chúng ta biết tôn trọng cái hiện tại, tôn trọng trong từng cái khoảnh khắc chúng ta sống ở hiện tại, sống, làm việc, yêu thương gia đình, gặp gỡ mọi người trong từng khoảnh khắc ở hiện tại, và chúng ta nỗ lực trong từng khoảnh khắc ở hiện tại mà để che đi cái phần ảo tưởng tương lai, cũng che đi cái phần hoài niệm quá khứ. Các bạn xem rất là tuyệt vời và rất là nhẹ nhàng. Và cuộc sống nó nở hóa trên từng bước chân, trên từng phút, từng giây, từng ngày của chúng ta. Và chúng ta gì nữa? À, bỗng dưng như thế chúng ta lại lan tỏa được cộng đồng. Đấy, vì nó nở hóa ở trong mình mà, thì hương thơm nó sẽ tỏa. Thế các bạn cũng liên hệ với cuộc sống thôi. Đấy, chúng ta là cuộc sống, công việc là cuộc sống, học tập là cuộc sống. Thế thì chúng ta sẽ hiểu được bản chất của sự vận hành. Chúng ta hoa nó nở trong tâm trí của chúng ta, thì chúng ta sẽ tỏa ra cái mùi thơm cho những người xung quanh thôi. Họ sẽ ngửi thấy được mùi thơm. Còn nếu như không, trong bản thể của chúng ta không nở hoa, mà chúng ta ôm đồm rất nhiều thứ vào trong cái bản thể này, thì tự nhiên sau thời gian nó bị thổi, giống như kiểu mà nó chất chứa nhiều quá, nó bị ỉnh ấy, giống người ta cất đồ, cất mọi thứ lâu ngày, lâu năm ấy, thì nó ỉnh, nó hôi. Đấy, vì thế mà gì nè, nó tỏa ra một cái mùi, đến đâu là tỏa ra một cái mùi hôi, một cái nguồn năng lượng rất là thấp. Vì thế mà nói về trực giác ấy, thì những người mà có cái trường năng lượng cao, những cái người mà có trí tuệ, hay là những cái người mà gì nè, họ nở hóa ở bên trong ấy, thì đi đâu họ tỏa một mùi hương. Thậm chí khi chết hoặc trước khi chết, da thịt của họ vẫn cứ đỏ đẹp, và nó có cái gì đó là đấy, trốn mà chết ấy. Theo cái kiểu là họ vẫn rất là tuyệt vời. Và anh hãy nói trêu đùa cái thịt nó thơm. Chứ anh nào mà vì những khao khát vị kỷ, con người chạy theo danh vọng và vinh quang, và sau khi đạt được danh vọng và vinh quang thì họ bị tổn thương, tức là họ bị tổn thương trong nhiều năm. Điều đó làm cho tim gan thịt của họ cũng bị, đấy là nói nghĩa đen đi nhé, bị thổi ra. Đấy, bởi vì nó chất chứa quá nhiều thứ trong cái tâm trí này. Hôm sau còn một bữa thì nữa, bữa thì chúng ta sẽ nói sâu về cái niềm tin ấy. Tâm trí của chúng ta nó như một cái hệ điều hành, như một cái hệ điều hành của máy tính Windows đó. Và niềm tin chính là cái gì nữa? Các cái phần mềm chúng ta cài cắm vào trong cái tâm trí. Vì thế mà càng theo thời gian thì có quá nhiều niềm tin nó cậy vào tâm trí, cũng giống như là có quá nhiều thứ nó vào trong tâm trí của chúng ta, làm cho tâm trí của chúng ta trở nên chật chội, làm cho tâm trí của chúng ta ấy, các bạn cài nhiều phần mềm thì mày có đớ không nào, có nhanh hỏng không nào. Thế thì chúng ta cài quá nhiều niềm tin vào trong tâm trí thì làm cho tâm trí của chúng ta đầy ắp và rất là gì nè, gọi là đã chật chội, nó chữa đừng nó nhiều quá rồi, nó hỏng mất cái tâm trí. Vì thế mà mới có cái sự trống không đấy, mới có cái tính không của ông Phật ở cái chỗ đó đấy, tức là hãy lọc bỏ đi những cái cẩu gần bên trong của bản thể mình ấy. Các bạn có thể lọc nó trong 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà các bạn cứ lọc đi, mỗi ngày lọc bớt đi một tí, tự nhiên là cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó an yên hơn rất nhiều. Tức là chúng ta hãy loại bỏ đi cái niềm tin, hệ thống niềm tin bên trong. Đấy, bớt bớt cái niềm tin bên trong đi, thì tự nhiên ở bên ngoài là nó nhiều cái tốt đẹp. Đấy,
Cho nên vì thế mà chúng ta mới hiểu được cái đọa hóa nó như vậy đấy. Nếu như, như mỗi sáng mà nhìn thấy đọa hóa nó nở, có ai nở từ bên ngoài không? Hoa sen là thế, hoa nhìn thế, nó nở từ bên trong, hình thành những cái nụ ấy, và bắt đầu nó nở bông hoa, và bông hoa nó nở một cách khi mà vượt mọi giới hạn, nó nở cái đẹp lắm. Hoa sen mà nở hết rồi, các bạn thấy đẹp đấy. Tâm trí thân thể của chúng ta, bản thể của chúng ta là như vậy đấy, nó như bông hoa sen ấy. Khi mà nó nở từ bên trong à, lan tỏa ra bên ngoài nó đẹp lắm, thơm lắm. Nhưng mà những cái mà chúng ta gọi là nó ấy từ bên ngoài, nó đẩy từ bên ngoài vào trong bản thể của chúng ta, thì làm tâm trí của chúng ta chật chội và trở nên bị bách, bế tắc. Chứ không phải là cứ tin là tốt. Và lọc bỏ cái hệ thống niềm tin này cũng tránh cho chúng ta, tránh đi được cái sự nóng giận của chúng ta rất nhiều. Bởi vì một thực tế như thế này, đấy là thực tế nhé. Đấy, các bạn khi tiếp nhận một cái thông tin, một cái sự kiện nào ở bên ngoài mà nó không phù hợp với cái niềm tin bên trong của các bạn, các bạn đang tin cái điều đó đúng mà người đó lại nói là không đúng, thế thì có cái hiện tượng gì xảy ra nè? Hiện tượng xù lông. Đấy, hiện tượng xù lông. Chúng ta sẽ phản kháng, chúng ta sẽ đổi chất, chúng ta sẽ nóng dần, và chúng ta thậm chí là quay lưng với họ luôn. Đó là vì là gì nè? Nó không tương đồng cái niềm tin bên trong của chúng ta. Chúng ta cũng không không để đến cái gì đến quá trình văn tư cả, mà chúng ta gì nè? Phản xét luôn, chống lại nó luôn, xù lông lên. Mà khi xù lông thì các bạn thấy gì? Còn cái gì nữa đâu? Thế thì ngược trở lại. Đấy, bây giờ các bạn phải biết được thủ thuật của các cái chuyên gia marketing, các cái các cái nền tảng này. Thế thì khi mà chúng ta tiếp xúc với một cái sự kiện, một cái thông tin, hay là một, đấy, đơn giản như là một khóa học, hay là một cái chương trình nào đó hay đi, mà nó lại phù hợp với, tức là nó tương đồng nhá, tức là tương đồng với cái niềm tin bên trong của chúng ta, thì sẽ xảy ra cái gì nè? Xảy ra cái hiện tượng gọi là nghiền. Chúng ta nghiền. Đấy, nghiền là giống như mà chúng ta nghiền màng ấy, giống như trẻ con bây giờ nó nghiền mà nó cứ nhắm mắt, nó cứ vuốt 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 đi rồi nên nó gì nè, nó ngủ, nó cứ mơ thấy internet. Bởi vì gì nè, cách thuật toán của các nền tảng là như thế này: khi các bạn tìm một chủ đề, ví dụ như phát triển bản thân, các bạn gõ cái từ khóa phát triển bản thân, thì con AI, tức là cái con AI của cái nền tảng ấy, nó nhận diện ra anh Khoa, anh đang tìm chủ đề phát triển bản thân. Và vì mình có đúng thì mình mới tìm, tức là mình có nghĩ nó đúng thì mình mới tìm, nghĩ nó hay thì mình mới tìm, vì tò mò mà, thích khám phá mà. Thì là nó sẽ đun vô ra cho chúng ta một loạt. Các bạn thử các nền tảng TikTok, Facebook và YouTube mà xem. Các bạn gõ từ khóa gì là ngay lập tức là các bạn xem xong video này thì nó đẩy cho các bạn ra một loạt các cái video tương tự. Thế thì mình có rời mắt được không? Mình phải hỏi như thế, mình có rời mắt được không? Không. Mình sẽ nghiền nó. Ôi chứ, bởi vì nó kích thích, nó đồng điều với tâm trí của mình mà. Cho nên chúng ta chết không phải vì thân thể, mà chết vì tâm trí. Chúng ta luôn bị tâm trí nó lừa phỉnh mình, nó giễu cợt mình mà mình không hay biết. Nhiều khi những quyết định từ vô thức của chúng ta do cái thằng cha tâm trí này mà. Cho nên quay đi quay lại, tôi thấy rằng là học đâu học nhiều mà không biết, nhưng mà thôi, hãy học trong cái bản thể của mình, trong cái tâm trí của mình cho hết cái đó. Vì nó ở trong hết mà, cả cái vũ trụ này nó ở trong tâm thức của chúng ta mà, trong tâm trí của chúng ta mà. Tôi thì học chả có cái gì học bằng việc là học cách gì nè, lọc bỏ cẩu gần, để khi nào nó
mang tới một cái sự trống rỗng bên trong. Trống rỗng nó khác buông bỏ ấy nhá, không có hiểu nhầm ấy, là trống rỗng thành buông bỏ là không là lấy gây hại. Đấy, nó thành trở trống rỗng bên trong, và cái trống rỗng bên trong chúng ta sẽ, chúng ta khi đấy chúng ta hơi bị trí tuệ luôn đấy, khi đấy trống rỗng nhưng mà nói cái gì chúng ta hiểu ngay. Đấy, chúng ta thánh lọc chứ chúng ta không gì nữa. À, chúng ta không vứt bỏ trí tuệ của chúng ta đi, chỉ lọc cẩu cằn thôi. Đấy, giống như kiểu mà mang lọc, lọc bẩn cằn bã đi, nhưng mà nước nó trong lắm, nó đẹp lắm. Đó. Đấy, một buổi nói chuyện thì nó cũng hơi nhiều kiến thức ấy. Thật ra nhiều nữa, nhưng mà tất cả đều là những cái bài học thực tế, là bài học cuộc đời đấy. Hôm nay thực sự rất là biết ơn các bạn vẫn đang ở với khóa giờ này để nghe. Đấy. Tất nhiên cái con người ta thường là nó bị sai ở ngôn từ. Tức là có thể là cái vấn đề đúng, chủ đề đúng, nhưng mà có khi diễn giải nó không được như ý. Thứ hai nữa là chúng ta cũng hay bị, đấy, người ta nói là vả tại miệng, tồi gây ra tại cái lưỡi của mình, cái miệng của mình. Cho nên là vấn đề là cái để mà chúng ta điều chỉnh cái ngôn từ, điều chỉnh cái ngôn từ nó cần rất nhiều thời gian. Để điều chỉnh bản thân mình là một bài toán khó và phải đi hết cả cuộc đời. Nhưng mà cứ phải sửa từng ngày thôi. Và cái gốc ở đấy nhá, thì gốc ở đấy để điều chỉnh ngôn từ không phải là ta cứ bịt cái miệng mình lại rồi là im lặng không nói cái gì. Nhiều người cứ hiểu sự tĩnh lặng bên trong là bịt cái mồm mình lại không nói cái gì, lại vô minh. Đó, mà gì nữa, mà ở đây đó là chúng ta để mà mọi cái ngôn từ nó thoát ra từ miệng mình nó đúng, nó đủ, đúng nhưng mà phải đủ nhé. Thì chúng ta phải điều chỉnh cái gốc. Tức là hãy quay lại với gì nữa, bạn tự nhiều đề và bát chánh đạo một cái. Tức là chúng ta phải trở lại cái gốc để có ngôn ngữ hài hòa, ngôn ngữ tốt, những lời nói tốt đẹp, lời nói yêu thương, lời nói hòa nhã. Chúng ta phải quay lại với cái kiến, tức là cái chánh kiến ấy, quay lại với cách nhìn, cách tư duy chính xác của chúng ta, tức là cái cách chúng ta nhìn, chúng ta quan sát, chúng ta xem đó, rồi sau đó chúng ta nó mới đưa vào cái tư, tức là đưa vào cái tư duy của chúng ta đấy, cách nghĩ của chúng ta đấy, thì từ những cái cách nghĩ đấy thì chúng ta mới bắt đầu nghĩ thế nào thì hành động thế đấy mà, nghĩ thế nào thì nói thế đấy mà, chúng ta nghe thôi đúng không? Thì khi đấy cái cách nghĩ của chúng ta mà đúng này, tư duy của chúng ta mà đúng này, tư duy của chúng ta mà siêu, thì cái miệng, cái ngôn ngữ thoát ra của chúng ta nó đầy yêu thương, đầy trí tuệ và đầy gì nữa, đầy sự hòa nhã. Cho nên là luôn luôn phải tìm về cái nguyên nhân gốc rễ các bạn. Đấy, mọi thứ chúng ta hãy đặt các câu hỏi để làm sao nó phải ra được cái ngọn ngành gốc rễ, rồi khi đó mới đưa ra phản xét, rồi khi đó mới đưa ra quan điểm của mình, rồi khi đó mới đưa ra hành động. Chứ không tìm được cái nguyên nhân gốc á thì rất là nguy hiểm. Đó, cái bệnh đa nghiệp quả, cái luật nhân quả nó bắt đầu từ những cái nguyên nhân gốc rễ mà. Các bạn cứ tìm, người ta cứ nói đơn giản là gieo nhân nào gặt quả đấy, ta chỉ hiểu vậy. Hay là gieo nhân xấu thì gặt quả quả không ngon, quả xấu, gieo nhân tốt thì gặt quả tốt. Đấy là nó rất là lý thuyết. Mà gì nữa, tất cả mọi cái vấn đề của chúng ta trong cuộc sống này, hãy tìm cái nguyên nhân, ra cái nguyên nhân gốc rễ. Cái nguyên nhân tại sao ta lại thất bại, nguyên nhân tại sao chúng ta lại dễ bị lừa, nguyên nhân gốc rễ tại sao chúng ta lại mất nhiều tiền đấy,
Nguyên nhân tại sao mà gia đình của chúng ta lại không hạnh phúc, nó phải đến từ đâu, tức là nguyên nhân tại sao chúng ta không thể nói chuyện được với con, tức là hãy phải tìm về cái gốc rễ. Và khi tìm được về gốc rễ ấy, thì các bạn mới có thể giải quyết triệt để được vấn đề. Nhưng để tìm về được cái gốc rễ, cái nguyên nhân mà gây ra cái quả bây giờ, hiện tại bây giờ, thì chúng ta phải chánh niệm, chúng ta phải sống trong từng cái khoảnh khắc hiện tại, chúng ta phải sống trong thực tại, thì chúng ta phải hiểu thấu được cái điều đó, chúng ta mới quán chiếu được cái điều đấy. Và chúng ta phải gì nữa, phải có trí tuệ, cộng với chúng ta phải là chính mình, thì chúng ta mới nhìn thấy được cái gốc rễ chứ. Còn chúng ta mà vẫn đang còn lao đi ra bên ngoài, chạy theo mọi thứ bên ngoài, thì làm sao chúng ta tìm được gốc rễ được. Cho nên này, đó là một cái sự tương đồng đó, xin lỗi, đó là một cái sự tương hỗ, một cái sự hỗ trợ trong một cái tổng thể. Vì thế mà cái chữ vô ngã đấy không có gì gọi là riêng biệt, chúng ta không thể tách rời với độ các bạn ấy. Chúng ta mà tách rời khỏi cái tự nhiên này, khỏi nước, khỏi không khí, khỏi khỏi hoa, khỏi lạ, khỏi khỏi cây, khỏi cội, khỏi thực vật, khỏi động vật, chúng ta sống được đây không thể. Cho nên chúng ta phải hòa vào trong cái tổng thể đấy. Đấy, chúng ta phải hòa vào trong cái tổng thể đấy thì chúng ta mới nhìn được ra bản chất. Và bản chất của vô thường ấy, đó là một cái sự di chuyển và một cái thay đổi, nhưng nó lại thay đổi trong cái tổng thể đấy. Chứ nó không có cái sự riêng biệt, nó không có cái tính riêng biệt đấy. Nói cách khác là chúng ta mà tách rời khỏi xã hội thì chúng ta chết, chúng ta tách rời khỏi tự nhiên thì chúng ta chết, chống lại quy luật tự nhiên thì chúng ta chết, chống lại vô thường thì chúng ta chết đấy. Thế các bạn nghĩ rằng là chúng ta buông bỏ, chúng ta đi đi tu rồi chúng ta ở ẩn một mình, là chúng ta không ăn không uống gì á, không ngủ không nghỉ, không sử dụng đến không khí, không sử dụng đến đất đến nước á, làm gì có. Cho nên chúng ta toàn là bị ấy, nó dẫn dắt tâm trí rồi cứ, rồi bị nó như nữa, rồi thân thánh hóa, hình tượng hóa nhiều thứ đấy. Nhắc lại một lần cũng nữa, đó là trở đi trở lại, chúng ta chỉ có học trong cái tâm thức của chúng ta là đủ rồi. Đấy, trở về học học về cái tâm thức của chúng ta, hiểu được bản chất của con người, quy luật của con người, mọi thứ, là chúng ta sẽ hiểu được vũ trụ, hiểu được các quy luật vũ trụ, hiểu được sự vận hành của nhân sinh nhân gian. Từ đấy chúng ta chả có sợ hãi nữa, biết đâu ngày mai chúng ta sẽ ra đi, biết đâu hôm nay đang ở đến đỉnh cao, ngày mai chúng ta tụt dốc, biết đâu bây giờ đang rất là nhiều tiền tài của cải, ngày mai tay trắng, biết đâu bây giờ tay trắng nhưng mà qua một đêm thì chúng ta có được thành quả chi đó chẳng hạn. Cho nên đời là vô thường, là như vậy, chúng ta đừng có tuyệt đối hóa cái gì nha. Đấy, hôm nay cái buổi livestream này đã có được sự hiện diện của các bạn đấy, từ đầu đến cuối luôn đấy, rất là cảm ơn đến bây giờ mà vẫn đang lắng nghe. Ấy, cảm ơn chị Ngoan Phạm đúng không? Vâng, ấy chị cũng có tới cái có cái kênh đấy, rất là tuyệt vời. Và thực ra thì chị Ngoan Phạm mà bây giờ vẫn đang đang ngồi và nghe chị em mình đang nói chuyện với nhau như thế này là rất là cảm ơn chị rồi, rất là tuyệt vời rồi. Chị cũng là một con người cũng đã từng trải và học hỏi rất là nhiều đấy đúng không? Rồi cảm ơn đây có đây có chị Bùi Bích Phương nữa đúng không? Đấy, thực sự thật là những người
mà em rất là biết ơn đấy. Vì dù gì mình nói vẫn có người nghe, rồi cảm ơn Khối Trần này, ấy, Trọng Khiêm này, đúng không? À, phải cảm ơn các bạn rất là nhiều. À. Đấy. Và bây giờ thì để... khuya rồi thì bây giờ thì đêm cũng đã khuya rồi đúng không? Thì chúng ta còn ngày mai còn tiếp tục công việc, mai mới có thứ sáu thôi. Thì để hôm nào thứ bảy chủ nhật rồi thì chúng ta sẽ có thể ngồi với nhau nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Thì khi vào buổi live stream mà các bạn đón chém cho tần cuối cùng rồi hôm sau thì có cái gì mà đang còn băn khoăn trăn trở hay là cần giải đáp hay tương tác thì các bạn cứ comment, tức là trong cái khả năng có thể của mình thì đấy Khoa sẽ giải đáp mà cũng như nhận được cái sự chia sẻ từ các bạn, cũng như là các bạn có cái gì Khoa cần phải điều chỉnh thì các bạn cũng comment, hay không nói được thì chúng ta comment đấy, dù là chỉ một người thôi nhưng nó cũng đã lan tỏa giá trị rồi, hạnh phúc lắm rồi, bởi vì mình cũng nói một mình nên có những người thực sự biết ơn đã lắng nghe. Và chúc cho các anh chị em ấy, buổi tối có giấc ngủ thật ngon và bớt đi nhiều những cái âu lo trong cái cuộc đời, trong 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 gì nè, à trong những công việc thường ngày, trong cái cuộc đời đầy dẫy những cái khổ đau này. Đấy, cố gắng lọc bỏ, cố gắng vơi bớt đi cái khổ đau để cuộc đời của chúng ta là xứng đáng với chữ sống hơn là chữ tồn tại, đúng không? Rồi. Thật sự biết ơn. Và chúc chị Ngoan Phạm, chị Bùi Thị Bích, Bùi Bích Phường, Khối Trần, Trọng Khiếm giấc ngủ ngon nhé. Chia tay cũng đang đấy, ta vẫn còn có cái sự luyện tiếc nhưng mà cũng muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau vào cái khung giờ này, cái tầm từ 10 giờ cho đến khoảng 12 giờ kém hả? Rồi cảm ơn các bạn. Ngày mai ta tiếp tục với cái quyển sách làm chủ của mình nhé. Hôm nay chúng ta nói thì cũng liên quan đến quyển sách thôi nhưng mà cũng chưa đi sâu được vào trong chi tiết của quyển sách. Ngày mai chúng ta sẽ đi sâu vào nha. Cảm ơn tất cả các bạn.